Anh Nguyễn Văn Tính là người đã mua lại con cá này từ ngư dân Campuchia thả lưới bắt được tại biển hồ Campuchia vào rạng sáng ngày 28 tháng 11. Con cá tra dầu này có chiều dài hơn 2,5 mét, chiều ngang khoảng 1 mét với trọng lượng là 240 kg. Anh Tính đã thu mua lại và chở về thị xã Hồng Ngự để bán cho thương lái đem đi thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Với mỗi ký là 300.000 đồng, tổng giá trị của con cá là trên 70 triệu đồng. Cá tra dầu là loài sống ở vùng hạ lưu sông Mekong. Loài cá này có thể đạt tới chiều dài 3 mét và nặng đến 300 kg. Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, thịt có màu đỏ tươi, da dày, rất dài.